Một sợi dây thừng dài 5 mét đang cuốn quanh cổ của một cô gái. Trên khán đài, một nhóm người sắp bị đem ra hành quyết. Chỉ huy quân đoàn tối cao Ra Đê cầm ra câu thần chú được ghi trên giấy, ép Mia triệu hồi ra con quỷ. Mia nói rằng sẽ không cho phép điều đó xảy ra, hắn ta đem thượng úy ra đe dọa, mặc dù vậy cô cũng nhất quyết không chịu triệu hồi. Ở đằng khác, con quỷ vì để cứu cô mà bản thân cũng đã bị tập kích tấn công, đúng lúc binh sĩ chuẩn bị kéo dây thừng bên phía thượng úy. Đợi đã, cô lúc này chỉ có thể giả vờ niệm câu thần chú đó, kết cục chẳng có điều gì xảy ra hết. Ra Đê hắn bị dọa đến hoảng sợ cảnh giác bốn phía, đã đến giờ bọn họ bị tuyên án tử hình. Một vài tên áo đen từ trong hang động xuất hiện đi tới, trước tiên là giết chết mấy tên canh giữ cửa. Sau đó hòa vào đám đông bên trong, đột nhiên kẻ thù đã ở trên tường thành rung chuông, quân đội tới rồi. Cơ hội đã tới, những tên áo đen từ trong đám đông bắt đầu hành động. Cung thủ đứng trên thành nhanh chóng bị giết chết, cô gái thần bí ấy dựa lúc đang hỗn loạn lập tức trốn chạy. Một vài tên áo đen đã leo lên cửa thành nhanh chóng kết liễu những tên binh sĩ canh gác, sau đó liền hợp sức mở cửa thành. Thì ra đó là công chúa trước đây đã trốn thoát cứu lấy tù nhân, chiếm lại thành trì, sau đó đem đội quân hừng hực sức chiến đấu tiến tới. Hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu, Ra Đê ra lệnh cho binh sĩ phải giết chết Mia trước khi binh sĩ kia đi lên. Mia đã được anh ta cứu thoát, ngươi làm cái quái gì thế, thì ra anh chính là bạn của vị thượng úy kia. Cứu lấy thượng úy trước rồi tiếp tục, toàn bộ người trên đài đều được giải cứu. Mia cũng tham gia ngay vào trận chiến, nhưng thật... đáng tiếc người bạn kia của thượng úy đã bị Ra Đê đâm lén. Thượng úy đang muốn đuổi theo thì bị đối phương chặn lại, Ra Đê nhặt chiếc áo choàng đen ở dưới đất chuẩn bị chạy trốn. Lúc đó Mia cũng nhặt lấy hai thanh đao truy đuổi theo phía sau, đuổi theo đến một căn phòng, hai người lao vào đánh nhau. Mia giờ đây đã thăng cấp lên hạng vàng, sức chiến đấu cũng trở nên vô cùng dũng mãnh. Chỉ một lúc sau, Ra Đê đã bị hạ gục, đang lúc chuẩn bị báo thù cho người thân thì bị công chúa lập tức cản lại. Đêm đó, công chúa tập hợp tất cả mọi người lại, bắt đầu tiến hành thẩm tội Ra Đê, vào sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành tử hình với hắn ta. Đúng thiệt, người tốt thì nhanh chết còn người xấu lại sống dai, người tỷ nữ của công chúa lại lén lút thả hắn đi. Bởi vì Ra Đê đã bắt cóc người nhà của cô ta, điều này nhớ đến việc Quan Vũ thả Tào Tháo trên đường Hoa Dung vậy. Để lại lợi ích về sau, ở bên này Mia cùng với Jen đang tra thông tin trên cuốn sách Chỉ Có Kẻ Hủy Diệt Mới Có Thể Nghe Hiểu Được Bài Hát Của Ngọn Lửa Bên Trong Viên Đá. Sau khi đọc lời của bài hát, Jen dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, anh ta đưa viên đá ra trước ngọn lửa. Một lát sau, quả thực viên đá đó phát ra thứ âm thanh cổ xưa. Đây chính là một viên đá cổ. Có được nó thì có thể triệu hồi ra cả một quân đoàn quỷ, Jen đem nó ra hơ trước ngọn lửa đang cháy. Chỉ một lúc sau, nó đã phát ra một thứ âm thanh cổ xưa, Mia trong chốc lát cũng bị kinh sợ, nhưng thứ âm thanh này ai nghe cũng không thể hiểu nổi. Jen đoán rằng, cũng vì thế mà chỉ có kẻ hủy diệt mới hiểu được chúng, đúng vào lúc này. Ra Đê đột nhiên tấn công từ phía sau. Tao muốn diệt trừ tận gốc, hắn ta không muốn nhanh chóng chạy thoát mà chủ ý muốn giết chết Mia trước. Bởi vì dòng máu đen chảy trong người cô chính là ác mộng cả đời của hắn, tập kích không thành hắn quay sang tấn công Jen. Với chỉ số IQ 250 của Jen, liền cầm thanh sắt đã nung trong lửa ngay đó dí lên mặt của Ra Đê. Trong tình thế hỗn loạn, anh cũng bị hắn ta đâm một đao. Mia cấp bách phản kích cùng Ra Đê bước vào cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt. Jen bởi vì bản thân đã bị đâm một nhát đao, bắt buộc phải lập tức cầm máu, Mia bất đắc dĩ phải để cho hắn ta chạy thoát. Ra Đê sau khi ra khỏi thành, hắn ta trước đây đã phái một nữ sát thủ đi tìm kiếm viên đá cổ đó. Sau khi tìm được đã mang về cho ông một trang sách chứng minh rằng viên đá cổ đó đã bị thiêu hủy. Hắn còn ra giá gấp đôi nếu sát thủ hộ tống bảo vệ hắn đến khi trở về thủ đô, Jen bị thương đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Mia lại cầm viên đá đưa xuống ngọn lửa, bỗng nhiên có tiếng mở cửa bước vào, Mia lập tức cầm đao phòng bị. Xuất hiện lại là một cô bé với một cuốn sách trên tay, cô bé chính là cô gái thần bí vẫn luôn đi bên cạnh chỉ huy cấp cao của quân đoàn Ra Đê. Lúc này đây viên đá cổ vẫn đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa, cô là ai, cô bé viết lên quyển sách một từ, liền đưa cho Mia, Mia nhìn vào đây chỉ là tên của một con quỷ. Bé bỗng ngẩng đầu lên đáp rằng, I'm the dragon. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên khuôn mặt của Mia. Ở một bên khác, công chúa chính là người thừa kế ngai vàng của vùng đất hoang vu này, bắt đầu một cuộc hành trình dài.
Thượng úy đem nhân mã đuổi theo tên Gia Đê trong một hầm trú ẩn bị bỏ hoang đã tìm thấy được dấu vết của họ. Một vài người đã cầm lấy ngọn đuốc thận trọng tiến vào bên trong, đột nhiên một mũi tên được phóng ra. Gia Đê lập tức tiến tới giải quyết một binh sĩ, bên kia nữ sát thủ cũng vừa kết liễu được một tên. Ba người còn lại nhanh chóng xếp thành đội hình. Một hồi sau thanh kiếm của Gia Đê đã bị cướp mất. Trong lúc muốn ra tay kết liễu hắn, đã bị nữ sát thủ kia đâm phía sau, cuối cùng bản thân ngã gục xuống đất ra đi. Người binh sĩ đứng bên ngoài còn lại liền nhanh chóng chạy thoát, Gia Đê con hổ này cuối cùng cũng quay về núi rồi. Mia ở bên này, viên đá lại phát ra thứ âm thanh cổ, cô bé nhanh chóng ghi chú lại rồi liền đưa cho cô tên của một con quỷ. Chúng ta đã như này suốt mấy ngày nay rồi, em chỉ đưa cho ta một cái tên sao? Cô hỏi cô bé sau cánh cổng kết nối đó. Liệu có phải có hàng vạn con quỷ không? Nếu như muốn giúp công chúa đánh bại được quân đoàn cấp cao kia, có phải cần triệu hồi chúng xuất hiện ra không? Cô bé gật đầu, Mia trước tiên phải thành công trong việc triệu hồi quỷ. Chuẩn bị trang bị sau nó niệm thần chú, vệt ánh sáng màu lam lại một lần nữa xuất hiện. Tức khắc trước mắt xuất hiện một cánh cổng kết nối, một con quỷ to lớn hung dữ bước ra, con quỷ lần này dường như có vẻ hung hãn hơn lần trước. Đột nhiên trong làn ánh sáng của chiếc cổng xuất hiện ra một đôi chân người, một con quỷ cổ xưa bước ra từ cánh cổng kết nối. Triệu hồi của Mia cũng khiến ta cảm thấy thật đáng sợ đi, con quỷ cơ bụng tám múi kia có vẻ như rất hung tàn. Bỗng nhiên, từ cánh cổng phía sau xuất hiện một bàn chân người, Mia cũng không dám tin. Người phụ nữ từ từ tháo mặt nạ xuống. Một đôi mắt lấp đầy sát khí, nhìn người phụ nữ ở trước mắt bỗng chốc nhớ ra một thành viên khác trong chủng tộc mà cô đã từng gặp hồi nhỏ. 13 năm về trước cả tộc cô đã bị giết hại, cô được một người tốt bụng nuôi dưỡng bởi vì muốn che giấu thân phận. Cô đã phải cắt tai của mình để có thể giống với người trong thôn, từ nhỏ cô đã có một trái tim nhân hậu. Bởi vì muốn sống sót qua mùa đông lạnh giá, bất đắc dĩ đã phải giết chết một con nai, nhìn thấy nỗi buồn trong lòng Mia. Người đàn ông nói với cô chỉ có con Remek will feed us all in Tartalan. We'll use every part. And every time it fills our hungry bellies. Nghe những lời của người đàn ông, Mia mới dần lấy lại tinh thần, nhưng cuộc sống bình yên cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Trong lúc cô giúp họ đi lấy nước, hoạn nạn một lần nữa tiếp tục diễn ra, đợi khi cô đem nước quay trở về. Tất cả người nhà đã nuôi dưỡng cô đều đã bị giết hại, đúng lúc cô đang muốn chạy qua đó. Thì một người đàn ông lạ xuất hiện, thì ra ông ta và Mia đều có dòng máu đen trong người, nhưng không cùng bộ tộc. Lần này đến chính là để mang nó đi, Astin đã được mẹ cô truyền lại cho hắn ta trước khi chết. Đó là sinh vật duy nhất có thể mở được cánh cổng triệu hồi ác quỷ, hắn ta kéo lấy tay cô. Astin trên mặt đã sáng lên, hắn ta đã nhận được một cú đá chí mạng, cô ngã xuống và nhặt con dao trên mặt đất lên. Một phát nhanh gọn ném chúng vào ngực hắn ta, hắn đến khi chết rồi cũng không thể tin rằng. Mới chỉ xuất hiện chưa đến 5 phút thôi, đã bị một con nhỏ tiễn xuống địa ngục rồi. Cũng từ khoảnh khắc ấy, Mia học cách chiến đấu để có thể tồn tại được trong thế giới này. We only kill to survive. Trở về với thực tại, người phụ nữ đang chuẩn bị triệu hồi ra con quỷ của cô ta. Mia tức khắc đóng cánh cổng kết nối lại, thì ra người đàn ông mà cô đã đưa tiễn trước đây chính là anh trai của cô ta. Người phụ nữ hạ lệnh, con quỷ vung tay một phát khiến cho Mia bay xa tận 5 mét, cô ta từ từ tiến về phía Mia. Mia lúc đó cũng ngất xỉu tại chỗ, một lúc sau, Jane gọi cô tỉnh dậy, cô vội vàng cảm nhận được nguồn năng lượng Astin đang chảy trong người. Mà tiểu sinh vật nhỏ này cũng phát ra ánh sáng màu lam, thì ra chỉ khi được chủ nhân đồng ý mới có thể đưa sinh vật nhỏ này cho người khác, bằng không sẽ theo chủ nhân đến khi chết. Vì vậy cô mới không bị họ giết hại mà cô ta lại bắt đứa bé đi. Mia cầm theo hai thanh đao nhất quyết muốn đuổi theo. Hai người cuối cùng cũng đuổi theo đến tận một khu rừng sâu mà dấu chân đến đây đã biến mất. Đột nhiên người phụ nữ đó xuất hiện, cô ta nói vào 300 năm về trước người trong bộ lạc cô đã bị lưu đày đến một thế giới khác. Nơi đó là một nơi hoang tàn cho bụi, không khác gì trong một nhà tù cả, ngày nay vẫn còn hàng vạn người mang dòng máu đen đang sinh sống. Chỉ có việc chiếc cổng kết nối được mở ra mới giúp họ được đưa ra ngoài, mà việc cô ta đem đứa bé theo bởi vì muốn làm con tim. Cũng vì muốn triệu hồi ra càng nhiều người trong bộ tộc, Mia không tin vào những lời mà người phụ nữ này nói. Liền đáp lại rằng nếu như đã muốn sát hại những người vô tội tức là không phải người của tộc cô. Mia hiện giờ chỉ muốn đưa cô bé kia cho cô. It's the same thing. And I want the girl back.